Cho gà xin 30 giây để quảng cáo nha anh em. Nếu anh em không thích xem quảng cáo thì anh em có thể skip qua cái đoạn này. Gà có một group Discord để cho anh em giao lưu tán gẫu, mua bán về Diablo. Nếu anh em đang tìm bạn để chơi chung hoặc là tìm nơi để mua bán item Diablo thì anh em có thể join vào group Discord của gà nha. Ngoài ra bên gà còn có bán game và làm dịch vụ về Diablo 2, Diablo 4. Nếu anh em có nhu cầu thì có thể PM ở trên page của gà. Cảm ơn anh em. Cũng thông báo với anh em là cái app check item D4 tool của gà đã update thêm nhiều chức năng mới, update thêm ngôn ngữ tiếng Anh và update thêm cái phần mà đồ unit và uber unit nó sẽ phù hợp với build nào. Anh em nào mới chơi hay là anh em muốn check item thì anh em có thể lên App Store hoặc là Play Store đều có hết nha. Anh em sạch D4 tool. Còn nếu anh em không sạch ra thì bên dưới gà có cái link của hai cái store đó, anh em có thể vô bằng cái link trực tiếp ha. À mà có update gì mới gà sẽ thông báo cho anh em. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của gà. Hôm nay thì gà sẽ giới thiệu cho anh em một cái game ở trên Steam. Đó là cái game Hold Up Stoneman. Thì cái game này nó đang có giá là mấy chục k đó. Hôm bữa là gà mua giảm giá ở trên Steam nó còn có bốn mấy năm chục ngàn à. Mua trời chơi thấy đánh giá cũng rất là cao á nha anh em. Thì cái game này là cái game 2D mà kiểu dạng pixel á anh em. Nhìn nó khá giống vào Diablo. Đây cho anh em xem nhé, thì chúng ta sẽ có phù thủy nè, rồi thằng đánh cận chiến như là Barbarian nè, con này là đánh kiểu như là giống như Amazon hay là con rút á ở trong Diablo á nè. Đó thì mấy con này anh em đánh thì nó sẽ tự unlock từ từ nha, chứ không phải vô là có mấy con này liền đâu. Chúng ta sẽ bắt đầu từ con Barbarian này, nó hay gọi là Swordman nè. Đó thì ở đây có một cái campfire y chang ở trong Diablo, đứng giữa campfire chúng ta chọn nhân vật á anh em. Ở đây có cái bảng mà anh em update cái mấy cái passive của nó nè. Còn ở đây á, là cái phần mà chúng ta đánh để unlock mấy cái achievement á. Đó, mấy cái achievement nè. Rồi có những cái thì đánh sẽ unlock được mấy con mà hero trong đây. Rồi ở đây chúng ta sẽ chọn map để chơi. Ok, gà chơi thử cho anh em nha. Thì gà đã chơi hai con này rồi và gà muốn mới unlock con quân giặc này, gà sẽ vô chơi thử cho anh em coi. Thì cái cách chơi của nó cũng y chang là thằng Vampire Survival á anh em. Như đây, chọn xét. Rồi, đây đi. Con này thấy đánh khá chậm ha. Nó sẽ tăng tốc độ đánh nó lên chút thôi. Đam của nó bự lắm á, nhưng mà hả nó đánh chậm này không. Quất cái là 200 mấy đam, ghê thiệt. 10% đam. Tính ra con này đam to lắm chứ bộ. Mấy con kia đam vô cầm có 100 mấy không mà anh em. Area nè, cho rộng ra nè. Đó nó khá giống game Diablo nha anh em. Và một phần nữa là nó giống cái game Vampire Survival. Thì anh em mà đã chơi cái game Vampire Survival rồi á thì anh em sẽ biết kiểu chơi thế này nha. Anh em chỉ cần ngồi rê chuột chỉ chuột thôi. Còn anh em nào mới vừa mua game á, tự nha. Anh em nào mới vừa mua game á thì chắc chắn là anh em phải vô cái phần option để anh em chỉnh. Tại vì mới đầu vô thì anh em phải điều khiển bằng bàn phím rồi mà chuột tùm lum la hết. Thì vô đó nó có cái chức năng mà chỉnh lại chơi lại trên chỉ có chơi ở trên bàn phím không á. Ý trên chuột không á thì rất là ok, khỏe, chúng ta ngồi dựa ra sau ghế và chúng ta chơi giải trí thôi. Rất là ok. Game năm mấy k mà chơi thế này rất là ngon rồi đó anh em. Đúng không? Đất nữa tại sao gà nó giống Diablo, tại chúng ta có phần item nữa. Đất nữa là lụm đánh boss xong gà lụm item cho anh em coi nha. Game này bữa mua về chơi thấy cũng ghiền dữ lắm. Ngồi cũng giết thời gian đồ ghê gớm lắm. Thì chúng ta sẽ có 30 phút mỗi hiệp đó anh em. Thì anh em cố gắng cầm cự sống còn sau 30 phút. Thì chúng ta sẽ có lượng gold rồi quái chúng ta giết được bao nhiêu con đó anh em thấy không? Nó có ghi bên góc bên phải phía dưới đó. Ok, over speed by defense. Anh em đừng có chọn defense quá nhiều nha. Đối với mấy con này á thì hả
đâu cần phải đụng lại gần ở đâu, chỉ cần mà đam to từ xa rồi nó phạt phạt cái là chết hết đó rồi, anh em thấy không? Bây giờ chúng ta cần cái tốc độ bắn với lại cái tốc độ mà ra chiêu á, với lại không, mấy con này vô nó phạt phạt cái là nè, đánh cho nó xa xíu không, răng nè, này nè, đánh xa chút, con boss phạt hai cái chết, mini boss thôi. Chứ mấy con này đâu có cần phải cận chiến đâu mà chúng ta phải nâng mấy cái defense làm gì. Đánh từ xa đam mạnh, đánh cái đam area cao là ok hết. Rồi, bích cúp. Đây, cái này giật xét rồi nó. Giật tai déo hết. Defense à, có thể lấy cái phọ cũng được. Rồi sẵn về xin nó quét ở đây nè. Xuyên qua quái. Đó, bây giờ chúng ta cần cái khoảng cách nó xa xa, nó bán cái đó xa xa ra một chút rồi ngon. Giờ đào nó cũng quá to rồi nè, thấy không? Ở trên bản đồ anh em sẽ thấy mấy cái dấu mũi tên chỉ xuống để chúng ta đi lụm á anh em. Chúng ta đi xuống lụm nó. Tốc độ con này nó hơi chậm ha, nó không có nhanh như là con cung. Mà đam bù lại đam nó rất là bự. Ok, speed. Tao nó bắn 1.000 mấy luôn anh em thấy không? Mấy con kia vô làm gì tới? Ho. Đó, đã chim mình liền. Đã liền đó, cái dùng ảnh hưởng đánh răng của mình nó càng bự thì mình càng có lợi nè, thấy không? Đánh tán một cái là chết cả đống luôn. Quá đã luôn. Defend đó. Anh em thích thể loại này mà kiểu chơi chiêu chiêu anh em. Rồi ngồi dựa ra ghế ngồi chiêu chiêu đồ sướng lắm. Khỏe. Điều khiển con chuột đi tới luôn thôi. Đam có thể đăng thêm critical này, này thấy không? Phải tăng thêm tốc độ di chuyển chứ nó không được tại di chuyển hơi chậm á. Phải cái chết ráo. Thấy chuẩn rạp hết trơn, sướng gì đâu mà trời. Đấy còn boss sao? Boss chuẩn hại hết rồi, thấy nát rồi kìa. Bích cúp đàm. Đó. Má ơi, thằng boss. Đó, chúng ta là mai tao này nè, thấy không? Vậy ta đàm nè, không?
kill enemy nè. Sau khi mà mọi kill mỗi enemy chắc lấy cái nhẫn này mỗi bay tất đam. Bay tất đam ta. Cái này cũng được. Lấy cái tiara. Gọi tên cho vui thôi chứ nó đâu phải tia ra đâu. Anh em thấy nó giết càng nhiều nó bắn càng nhanh à. Ghê không? The speed là fuck what boy fuck that đó. Ôi, có split được 3.000 mấy đàm, trời ơi. Này con boss nào chịu nổi trời. À, kiểu như đao một con á thì nó sẽ rất là cao nhé. Ví dụ đao một nhóm thì nó sẽ chia cái lượng đao mới ra. Đây ví dụ một đám đông này nó sẽ chia ra nè, thấy không? Cái này sẽ rộng lên thêm nè, multi try nè. Cái nào nha? Cái này cũng được. Cái này thử đi. Nó nổ xa. Chúng ta đã kiếm thêm một cái lá cộng kêu nè nè. Trời ơi chùm. Trời ơi chùm. Nó chùm đúng ngọt luôn á trời. Trời ơi giá gạo luôn. Yeah, this board rank này cao hơn nè. Đó, nó dài hơn anh em thấy không? Đó, cái tán của mình giờ nó xa hơn rồi đó. Gặp mấy con phù thủy khó chịu. Chưa dịch bò nát nó có rít đam với là rít chen đó, anh em thấy không? Rít bò nát rồi đó. Lên trên kia mình lấy cái kia cho nó hút nè. Đó, thì heo giống mùi tên nè, thấy không? Tiếp
Rồi. Boss bụng gì hả? Hai ba nhát là chết hết. Đó, lụm. Easy. Sẽ rộng hơn, kiếm được nhiều hơn. Cái con này cần rank. Đó, hụt vô. Cái con này là anh em cần rank với lại cần cái khoảng cách nó rộng ra đúng không? Chứ lại tăng thêm một chút crit đi nè. Trời quá đất luôn. Đã thêm đam đi. Rit bonus nè anh em thấy không? Chưa còn cái trên kia nữa. Hút nữa. Uống là nó cứ cái chiêu đó là nó phải động nó thêm một chút nữa mới sướng. Con nào vô là tán văng hết, không có được lại gần mình luôn. Vậy nó mới đã. Có thể nói là con này hiện tại đau là to nhất rồi đó. Hai con kia đau không bự bằng đâu. Được 1%. Để tăng tốc độ của con kia lên. Thì cỡ thôi, cho tốc độ bắn của cái kiếm này nhanh lên chút đi. Trời quá đất rồi.
boss. Boss, mini boss thôi. Mini boss thôi. Nhà có bánh liền. Gì đây? Secret. Hiểu. Đó. Lấy thêm đam thôi. Thấy kinh là khủng chưa? Tốc độ di chuyển này mệt nhất là mình phải né mấy con phù thủy nó trưởng xa dính đam của nó mệt không. Dính đam của nó hơi mệt nó thật tội chuyển chuyển nhanh một chút đó chưa một người chưa thấy này đó là phải giết liền. Chuyện hả? Mấy con quỷ xanh đó lâu xuất hiện một nồi luôn xong rồi làm một phát. Đã sướng sướng the speed của cái này cũng được. Ôi, có con bị rít 3.000 mấy đam luôn kìa, ghê không, bị overpower rít cái 3.000 mấy đam. Con quỷ này xuất hiện tùm lum vậy, xuất hiện rồi
Yên rồi, à trên đây. Lên đĩa liền. Lấy cái này liền. Con này giờ khóc nhái. Phải trên. Tốc độ di chuyển của ta. Này mà nó bung nhanh thêm chút xíu nữa là ngon ha. Đó, bá đạo luôn. Quẹt ra phía trước vậy là ai vô là được. Đó, hút nè, hút. Let's go. Tốc độ di chuyển à? Không. Không lấy tốc độ di chuyển. Bit. Đấy à, vẫn không lấy tốc độ. Lấy cái này. Ôi, nó hút quá trời hút kìa. Đã gì đâu quá trời. Hết luôn, nuốt hết trơn luôn. Có đồ di chuyển không? Cho đồ di chuyển đi. Rồi chúng ta thu thập đầy đủ cho mang đồ rồi. Dạ, có một con lọt qua ta. Cục kim cương này nhiều kinh nghiệm hơn. Mau lên level hơn. Độc quá trời độc kìa. 50.000 tham, 50.000 lần. Rồi ông go. Vợ 52 rồi nè. Bị dính có chút xíu cũng bị mất mũi máu. À, con lịch kinh nè. Đam. Ôi lịch kinh. Ôi lịch. Lịch với tôi. Lịch với chúng tôi. Đi try. À, mỗi lần mất máu thì nó sẽ thêm 0.1 đam. Năm summon, năm con ghê con một lúc. Rồi, lấy găng tay đi. Tài hợp lý thôi. Chuyện dở quá.
chúng ta còn 7 phút nữa là chúng ta sẽ đụng quan trọng cuối. Còn đây tôi quyết tâm phải hạ quan trọng cuối mới được. Hồi nãy xem giết được nó nhưng mà bị kẹt đi, sau bị kẹt vô góc tường. Thua luôn. Bắn cho siêu nhanh đúng không? Đúng là sách du lịch ở đâu cũng bá đạo ha. Nó kêu cưa lại coi. Và 56 rồi. Trời ơi. Xuống đi. Ôi. Xuống quá các bạn ơi. Trời ơi kìa. Okay. Ui. À ơi nó xuống. Rít. Bây giờ đi tới đâu là quẹt tới đó luôn không? Bây giờ cái quạt kìa kìa. Đó là tôi bị vướng cái cột này nè. Rồi thấy anh thấy cái quạt đó rộng gần hết màn hình luôn. Lên nói hai level nó nói ta. Chúng ta được 23.000, chúng ta giết 23.000 con quái rồi.
chắc lên được server 62 hết sức. Không lên nổi nữa đó. Bắt đầu thấy trống kinh nghiệm nó chậm rồi đó, mà chúng ta còn có 2 phút đó. Lên la cờ số 3 luôn. Ngon người ta. Căn 4 luôn. Xăm bố luôn, xăm làm không, xăm làm không, xăm làm không. Một phút xăm làm nổi không, đi qua chính mình được. Xăm làm luôn. Thiệt. Good, good, good. Sao không nổi. Đang kinh nghiệm quá nhiều rồi. Hết thời gian. Còn 2 phút chắc 36 rồi đó. Không, nó cô nội ra kìa. Dạ. Con này phải giữ khoảng cách với nó. Nó chửi cái kia đau lắm. Nó cái chửi này nè, né, quá dữ luôn. Né. Quấn gì dính. Ôi nó có 2 con rồi. Chết đi con. Yes sir. God damn. Hết thời giờ luôn nè. Wow. Ôi cái tay căng thẳng quá. Ok để vậy coi mình có lóc được cái gì không nha. Ok không, mình lóc được con nào mới hết. Không biết nó có bao nhiêu con nhân vật tất cả. Nhưng mà gà chỉ mới lóc được vài cái achievement thôi. Thì game chơi khá là cuốn nha anh em. Nói chung là game có mấy chục ngàn thôi nhưng mà chơi rất là đã. Anh em mà thích cái thể loại này á, hay là muốn chơi cái game mà chill chill á, đây là cái mà
cái game không anh em không nên bỏ qua ha. Thì đó là tất cả những gì mà Gà muốn chia sẻ với anh em thôi. Nếu anh em có thắc mắc đóng góp ý kiến gì đó, thì anh em có thể comment phía bên dưới video. Nếu anh em là người mới tới channel của Gà và thấy video Gà thích, đừng quên bỏ lại cho Gà một like, một subscribe và đừng quên bấm cái chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào Gà up lên trong tương lai. Nếu anh em mới support channel thì có phần thông tin donate gần góc trái màn hình. Nếu anh em không thể donate được, anh em chỉ cần bấm like, share video, đó cũng là cách support channel rồi. Cảm ơn anh em đã ngồi nghe những cái chia sẻ của Gà và hẹn anh em ở những video tiếp theo. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need